đây là khu vực bày bán cây của anh Dương ở ngoài hội chợ Long Biên. Hội chợ được tổ chức ngay cạnh Big C Long Biên. Cây của anh Dương thì rất là nét, chất lượng. Đây là anh Dương, chủ nhà vườn. Chào quý vị và các bạn. Đây là một cây lộc vừng. Cây này có lẽ cũng thuần nước được lâu rồi. Bộ rễ của nó cũng hay này. Cây này tay cành cũng được chia đều cho các phía, ấm tán. Tổng thể cây cũng đẹp. Rễ rất là đẹp này. Một cái cành của nó mà gang không hết này. Cái lộc vừng bao tiền là anh Dương nhỉ? 20 triệu nhỉ? 20 triệu cái lộc vừng này. Xanh này. Xanh này xanh như Nam Điền. Hồng xiêm này, lùn cây, bộ tán đẹp. Cây này đang ra rất là nhiều nụ này, nụ của nó này. Cả quả nữa này. Cây này nhìn chiều nào đẹp, tán của nó ấm tán, tự nhiên. Quả của nó này.
rất nhiều hoa và nụ. Xanh Nam Điền này. Đây là những cây bonsai nhỏ. Hoa giấy này. Cây giấy này bao tiền anh Dương nhỉ? Hoa giấy này là 8 triệu. 8 triệu rưỡi cái hoa giấy này. Đây là hoa giấy tím nhỉ? Cái gốc của nó rất là hay này. Sung này. Quả này. Cái sung này bao tiền anh Dương? 10 triệu anh. 10 triệu cái sung này. Cái sung đẹp. Già cây. Đã đang có quả. Rễ của nó hay này. Cây dưới này. Cây dưới này cũng quái cây. À, nhìn rất là lạ này. Trông cứ như thể một thiếu nữ đi cấy. Thiếu nữ đang cúi xuống để cấy lúa này. Cái này thì bao tiền anh chưa? Dạ. Cái này? Cái này 6 triệu anh em. Dưới này. Ổi này. Tùng kim cương. Cây này cũng già cây. Một gang này. Cái tùng kim cương này bao tiền anh Dương nhỉ? 12 triệu anh ạ. 12 triệu cây tùng kim cương này. Em ơi, con ăn tiền về con.
Dưới này. Cắt đi. Không, cắt leo đi. Leo đấy là rất nhiều những cây bonsai nhỏ đẹp. Kiểu dáng độc lạ. Cây dưới này kiểu dáng cũng độc lạ này. Độc đáo và lạ mắt. Hoa giấy này. Hoa giấy này. Đây là cây nguyệt quế. Quả của nó này. Chỗ nhỏ cũng trên một gang này. Gốc cũng được. Cái người quế này bao nhiêu bây giờ nhỉ? Cái người quế này 15 triệu cây người quế này. Sung này. Cây này cũng đang có quả này. Mai chú thủy. Cây này kiểu dáng cũng độc lạ. Bụi này thân quái nhỉ. Cái xoắn của nó quái nhỉ. Si này. Đó. Nhỏ như là đẹp. Đây có dàn bonsai nhỏ rất là tuyệt vời này. Linh sam này. Đây là trà phúc kiến. Linh sam. Cần thăng này. Mai chú thủy. Những cây nhỏ rất là nét. Cây nào cũng đẹp. Lộc vừng. Đây cây linh sam rất là đẹp này. Thân được làm bằng côn, một tán tự nhiên. Mai chú thủy. Mai chú thủy này. Cái này nhỏ quá hay luôn.
rất là tuyệt vời. Chào Phúc Kiến. Kiểu dáng cái này cũng độc đáo. Cả cây hoa giấy này đẹp này. Đây cây dưới này. Cây túc. Cây túc này bao tiền đây Dương nhỉ? 4 triệu rưỡi cái túc này. Ở đây cây sông nhỏ nhưng hay này, rất là nhiều quả, quả chi chít này. Rất nhiều quả nhỏ này. Đấy, rất nhiều. Cũng hơn 1 gang. Xanh, hôm đá.